Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 4 tháng 3 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây mưa nhiều nơi kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan cho các tỉnh thành Bắc Bộ trong hai ngày nay. Dự báo những cơn mưa vẫn còn xuất hiện nhiều trong ngày 5 tháng 3. Tuy nhiên, cường độ mưa cũng như các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ giảm bớt. Tiết trời vẫn còn khá lạnh, về đêm trời rét với biên độ nhiệt trong ngày trong khoảng từ 15 đến 21 độ. Riêng khu Tây Bắc có nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ. Sang tới ngày 6 và 7 tháng 3, thời tiết sẽ chuyển tốt, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng nhỏ. Về trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ ngày đêm tăng dần, thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Trong đêm nay và ngày mai, những cơn mưa vẫn còn xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Trong cơn mưa có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Phía Bắc trời rét với biên độ nhiệt trong ngày chỉ từ 17 đến 22 độ. Từ ngày 6 tháng 3, mưa giảm hẳn, chỉ còn xảy ra mưa nhỏ ở một vài nơi. Vào sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng dần và thời tiết dần thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch, với mức nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực này ở trong khoảng từ 24 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Còn tại các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân, ngoại trừ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong ngày 5 tháng 3 sẽ có mưa rào vài nơi, thì các tỉnh thành khác, thời tiết trong 3 ngày tới vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nên thuận lợi cho các hoạt động tham quan du lịch của du khách. Tại Ninh Thuận, 3 ngày tới trời không mưa, ngày nắng, tiết trời khá dễ chịu, với nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ, cho nên du khách cũng có thể yên tâm với các hành trình khám phá cảnh đẹp nơi đây. Thưa quý vị, thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và cách thành phố Phan Rang, Ninh Thuận hơn 40 km về phía nam. Mũi Dinh thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng không kém phần kỳ vĩ, thơ mộng bởi những núi đá lớn nhấp nhô, những bãi cát trắng mịn màng và làn nước biển trong xanh tuyệt đẹp. Bãi Tràng sẽ là một khởi đầu thú vị dành cho du khách khi được đặt chân lên bãi cát trắng mịn, vùng vẫy trong làn nước trong veo, mát lành và tận hưởng cảnh đẹp của những khối đá với hình thù lạ mắt. Và không chỉ vậy, đây còn là địa điểm phù hợp để du khách tham gia chèo thuyền kayak hay cắm trại qua đêm và tận hưởng bữa tiệc nướng giữa biển trời bao la đầy thú vị. Và với những ai yêu thích mạo hiểm còn có thể tham gia vào hoạt động đi xe địa hình, chinh phục những đồi cát đầy thử thách. Vào sớm mai, du khách cũng đừng bỏ lỡ khoảnh khắc khi bình minh dần ló dạng. Những tia nắng rực rỡ xuất hiện khiến cho khung cảnh càng thêm phần thơ mộng. Để chiêm ngưỡng bao quát cảnh đẹp cả một vùng biển trời, du khách cũng có thể tìm đến với ngọn hải đăng nằm trên núi Mũi Dinh. Với kiến trúc độc đáo, hài hòa với thiên nhiên của ngọn hải đăng này, chắc hẳn sẽ đem đến cho du khách những bức hình thật là ấn tượng. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong 3 ngày tới vẫn ổn định, không mưa, ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Ở phía Bắc khu vực, trong ngày 5 tháng 3 có mưa rào vài nơi, nhưng hầu hết với lượng nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động du lịch của du khách. Về tối và đêm trời lạnh, vùng cao hơn như Đà Lạt trời rét với biên độ nhiệt trong ngày chỉ từ 17 đến 25 độ. Trong 3 ngày tới, thời tiết tại Nam Bộ vẫn có nắng nhiều vào ban ngày, thời tiết vẫn sẽ có chút oi bức vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Đặc biệt là từ ngày 7 tháng 3, hình thế gây nắng mạnh cho khu vực hoạt động mạnh hơn nên khả năng nhiệt độ gia tăng và tại các tỉnh miền Đông nhiều nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất lên tới từ 35 đến 36 độ, về tối và đêm tiết trời mát mẻ và dễ chịu hơn. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo hơn cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!